Mừng chào các bạn trở lại với hành trình 1 tỷ ngày free to play anime Defenders. Hôm nay là một phần rất đặc biệt trong chuỗi series này. Nói chính xác hơn là cực kỳ điên rồ. Bùm sẽ đem 3 tuần cày luyện vất vả của mình ra để đánh cược. Nếu thất bại, mọi thứ sẽ biến mất. Để Bùm giải thích, sau 3 tuần cày luyện các kiểu con đà điểu trong con ạc chính Bùm Roblox Việt, cuối cùng Bùm đã có được cổng series Dragon Maid và Luna. Đây là hai cổng khó lấy nhất trong tựa game này vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào nhân phẩm của bạn. Nếu bạn có nhân phẩm đen như âm hộ chị dậu, ví dụ như tôi, thì phải đâu đó 3 tuần mới ra được hai cổng, hoặc thậm chí là lâu hơn. Bằng tất cả sự cực khổ đó, người ta sẽ lấy con ạc mạnh nhất của mình đi solo để hạn chế mọi rủi ro xảy ra. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ của người thông thường. Còn Bùm thì không. Bùm sẽ quyết định dùng con ạc free to play yếu hơn rất nhiều của mình để kéo ngược lại cổng series cho con ạc pay to win Bùm Roblox Việt. Lúc này máu của enemy bên địch sẽ nhân 2, tương đương với độ khó cũng nhân lên 2. Và nếu Bùm thất bại, tất cả sẽ mất hết. Liệu đây có phải là quyết định ngu xuẩn nhất của Bùm từ trước đến giờ hay không? Câu trả lời sẽ có ở cuối video. Mời bạn đến với 1 tỷ ngày free to play anime Defenders phần đặc biệt. Ok các bạn, Bùm đã ở trong game ha. Như bạn thấy, chúng ta đang có hai con ạc trong server này, là con ạc Bùm free to play của mình, và đây đứng bên đây chính là con ạc Bùm Roblox Việt. Bùm đang đăng nhập trên cùng một máy tính nha các bạn, có nghĩa là một cái con ạc là đến từ cái Roblox, còn một con ạc còn lại là đến từ cái app của cái Microsoft thôi. Thì bây giờ như thế này nè các bạn ơi, nó chung là Bùm cảm giác rất là hồi hộp mọi người, tại vì nó rất nhiều công sức nó mới có được hai cái cổng series đó, mà bây giờ mà chúng ta chơi như vậy đó, nó cũng rất là đau đầu các bạn. Là nhịp tim của mình nó tăng cao đó mọi người. Chắc các bạn đã săn hai cái con xe rịch này đều hiểu, mà các bạn còn biết thêm điều nữa là cái gì? Bùm đang đánh cược cả hai con trong cùng một cái video này cho một cái phần đặc biệt. Tóm lại là cũng muốn là làm sao có được một cái content nó ok nhất cho các bạn thôi. Cho nên là trước khi mà Bùm làm bất cứ những cái hành động này thì mong rằng các bạn hãy like, hãy đăng ký kênh để mà tiếp thêm động lực cho Bùm ra được những cái content giống như vậy. Đó, một cái content phải nói là quá mạo hiểm. Thì như thế này các bạn ơi, trong cái đội hình của Bùm á, thì Bùm đang định đem theo những cái con này, nhưng mà đang có một số cái vấn đề là cái spirit của cái con này, cái con Ren Ether Knight á, là Bùm chưa có, cho nên á, để chuẩn bị tốt nhất chúng ta quay trước spirit ha. Ở spirit thôi không lấy Tom spirit lại gì ta, làm sao để mà cho nó đỡ nhất ấy. Diri unit cooldown 25%, ok luôn. Như vậy nó sẽ tự tin hơn một đoạn rồi đó mọi người. Ồ, cái con legend cấp thần này Bùm cũng chưa có spirit cho nó nè. Ok, để Bùm coi Galactic spirit chắc cái này cũng được rồi. Rồi cái con nào nữa ta? Sun Jinwoo hiện tại là đang có cái spirit gì đây? Sun Jinwoo đang có spirit màu trắng trắng này là cái gì vậy ta? Hình như là cái mirror spirit các bạn. 2% thì mỗi lần đánh 5 cái thì nó sẽ có 35%. Kiểu giống như là bị đóng băng đó các bạn, và giảm cooldown thì thôi, như vậy cũng được rồi. Tiếp theo thì Bùm nghĩ là một cái con nữa. Đây, con này thì Bùm đang có cho nó cái spirit, hình như nó cũng là cái Galactic spirit. Thôi vậy cũng được rồi các bạn. Rồi tiếp theo, để mà nâng cao cái sức mạnh của đội hình, Bùm cũng xin phép các bạn như thế này, cố gắng hết sức để mà thay đổi sức mạnh các bạn ơi. Cái quyết định làm video này nó đến từ một cái sự bất ngờ, mình cứ gọi là mình cứ suy nghĩ cái mình làm đại mọi người, chứ thực ra là chưa có test cái gì cả, nhưng mà mong muốn gọi là làm content thôi. Thì ở đây bây giờ như các bạn biết là chưa kịp cập nhật, nhưng mà cái level của những cái con unit nó đã được hơn 70 rồi nha các bạn. Đó, Bùm sẽ cho cái con Ren Ether Knight này ăn lên 78 luôn, bởi vì Bùm nghĩ là chắc là sẽ sử dụng nó làm đâm chính đó mọi người. Ok, bây giờ luật chơi rất đơn giản thôi các bạn. Khi mà chơi á là không có đường lùi nha mọi người. Có nghĩa là cái con Bùm Roblox Việt, cái nhiệm vụ của nó chỉ là mở cổng ra và đứng nhìn tuyệt đối 100% nha các bạn. Không được động tay vào nha. Có nghĩa là sao? Nếu mà Bùm thua cuộc đó là phải chấp nhận cho nó vô luôn, chấp nhận mất cái cổng đó luôn. Chơi như vậy mới là chơi. Được. Hào án. Hào án.
Mr. Beast muốn gọi là có được ngày hôm nay cũng đã rất mạo hiểm, cũng là làm ra những cái video mà có cái trải nghiệm nó tuyệt vời thế, thì tại sao Bùm là một người rất thích Mr. Beast, là một cái người hả coi Mr. Beast như một cái idol để mà mình noi theo, tại sao không dám làm? Đúng chưa? À xa cũng hơi căng thẳng đó các bạn. Thôi cái này thì Bùm xin phép các bạn là Bùm sẽ cố gắng làm sao mà kiểu giống như tập trung tuyệt đối với các bạn, cho nên nữa là cũng run lắm á mọi người, thiệt sự với mọi người là run dữ lắm, nó tay chân nó đang run á mọi người, cho nên đó là khi mà đi đó mà có lỡ mà nói chuyện mà ít đồ này kia các kiểu thì các bạn thông cảm giúp Bùm nha. À rồi, ok bây giờ chúng ta chuẩn bị tinh thần bắt đầu. Còn một cái rủi ro nữa, các bạn biết là rủi ro gì không? Đó chính là liên quan tới cái việc mạng. Nếu mà mạng yếu hoặc là nó gây ra cái tình trạng coi như là bị lag, bị đứt, có nghĩa là chúng ta sẽ mất luôn cái cổng này. À thì chúng ta hả khó lòng biết được lắm các bạn, tất cả mọi thứ chúng ta rất khó lòng biết được. Henry Scott này thì Bùm nghĩ là Bùm có thể là giải quyết được cái Henry Scott này tốt đó các bạn. Rồi đầu tiên Bùm sẽ xây một cái con Lumber lên. À, nếu trong cái trường hợp là cái cổng này là cái cổng tăng high speed đó mọi người, Bùm sẽ không xây cái con Lumber trước đâu nha, Bùm sẽ xây cái con này trước đấy. Nhưng mà lần này là nó như vậy cho nên là Bùm sẽ quyết định xây cái con Lumber trước để farm tiền, sau đó xây cái con Renditor rồi đó. Đủ tiền xây được con Lumber thứ hai. Nhìn thì nhìn như vậy thôi, cái cổng này là cái cổng cho chúng ta tổng cộng làm 25 quay, cho nên là nó dù gì dù nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn cái cổng Luna. Tại cổng Luna nó chỉ có 20 quay là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó chỉ có cái đường đi với mọi người, nó khó đép hơn cái này. Cổng Luna đường đi nó rất là dễ đi. Nó không có ngoằn ngoèo, không có gì nhiều ở trên đó, là quái enemy bên địch muốn chui vô nhà lúc nào là chui vô nhà lúc đó luôn. À rồi thì đến quay 6 thì chúng ta vẫn còn đủ ổn định, chúng ta vẫn còn đủ tỉnh táo để mà có thể là coi như là thêm được những cái con farm tiền vô ha. Rồi anh Bùm Roblox Việt ơi, tất cả mọi thứ anh hãy tin tưởng ở em, tất cả mọi thứ để đó cho em. Rồi ở đây thì Bùm chắc là Bùm sẽ xây thêm con này để tạo ra cái hiệu ứng hoảng sợ đó mọi người, tại vì máu của những con enemy bây giờ nó lên tới 10.000 rồi, một cái con số nó cũng gọi là hơi ghê. Rồi chúng ta sẽ farm thêm một xíu nha, có vẻ như là chúng ta phải bổ sung đam rồi mọi người ơi. Rồi up luôn cái con Pinrosta này lên level 4. Cái tầm của cái con Pinrosta này chắc Bùm cũng đã chia sẻ cho các bạn cũng khá lần rồi đúng không? Pinrosta các bạn up lên level 4 trước rồi sau đó các bạn quay trở lại các bạn up Lumber, nó là cái phương án farm tiền nó gọi là ổn định hơn, nó là phương án farm tiền nó tuyệt vời hơn đó mọi người. Rồi ở đây để Bùm coi tiếp cái vấn đề của nó coi có cái gì không, chắc là không đó các bạn. Nếu mà không thì chúng ta tận dụng cái thời gian này chúng ta lại tiếp tục farm ha. Ok mọi người, 37.000 máu hả? Vẫn được mọi người ơi. Rồi tới quay chính tạm thời đối với Bùm là cái câu chuyện đó khá là đơn giản, và Bùm xin nhắc lại là cũng còn may nha. Hả? Cũng còn may là cái này nó in record đó. Mà cái này mà nó ít 2 là không biết đường đâu mà đỡ. Ráng tự tin tới giờ này thôi chứ tự tin thêm nữa thì chưa dám tự tin thêm nha. Rồi bây giờ để Bùm coi, bây giờ chúng ta sẽ tăng đam lên ha. Chúng ta sẽ xây thêm một cái con này ở ngoài này nữa. Đó, để chi đâu để mà thêm một phần búp đam cho con này nữa nè các bạn. Có thêm một con là được thêm 2% đam đó chứ không phải ít đâu. Mà có một cái tăng có thấy gì cũng hơi mệt nha các bạn. Quay 11 chưa có farm được tới đâu cả. Đi cũng hơi nhiều đó các bạn. Sắp tới quay 13 là quay boss nha mọi người. Cho nên là từ cái đoạn này Bùm sẽ không farm, mà Bùm sẽ quyết định là xây cái con Sun Jinwu lên, để đảm bảo một điều là chúng ta sẽ gọi là giảm thiểu cái rủi ro về cái việc để lọt boss. Rồi xây Sun Jinwu lên. Xây Sun Jinwu lên thì Bùm sẽ up nó tới cái tầm đây đi. Đó, up nó tới tầm đây thì Bùm nghĩ là nó sẽ giúp chúng ta giải quyết được cái con boss nó ok, nó ổn định hơn đấy. Đây, con quay 12 nó vẫn còn ổn định các bạn. Bây giờ sợ nhất là cái gì? Sợ ngất mạng chứ không có sợ cái gì hết trên đó. Và nếu mà các bạn nào mà yêu quý những cái chuỗi series của Free to Play này giống như Bùm đấy, những cái suy nghĩ ngược này giống như Bùm á, Bùm nghĩ là chắc các bạn cũng không thấy cái content nào cái kiểu mà nó ngược đời, ngược ngạo như vậy đâu mọi người. Có nghĩa là dùng ạc phụ để kéo ạc chính, mà không phải kéo theo kiểu bình thường, mà là kéo theo kiểu cổng xe gạch đó, chơi dị đó mà chơi dữ chứ không phải chơi theo kiểu bình thường. Rồi ở đây quay thứ 13 thì Bùm lại tiếp tục bổ sung đam bằng cách là Bùm xây nhiều. Đó, như các bạn thấy không, nó cứ một con ở xung quanh nó thì nó sẽ có thêm 2% đam, thì xây càng nhiều thì chúng ta lại được càng nhiều ha. Ủa, Bùm nhớ lộn rồi các bạn ơi, vậy là quay 13 này nó chưa hả ta? Quay 13 này chưa spawn boss ra thì trời ơi biết gì, hồi nãy là coi như là farm tiền là chính rồi trời, hình như là quay 15 thì phải, hình như nhớ lộn bên cái cổng kia
kia rồi mọi người. Thôi kệ, liều mạng luôn, liều mạng farm tiền luôn. Rồi ok, bây giờ có con này up level 6 như vậy được rồi. Bùm nghĩ là bùm sẽ tiến hành bùm bổ sung một cái con gọi là tàu hiệu ứng hoảng sợ ở đây, rồi sau đó là cho cái con Sun Jibu ở đây, rồi sau đó up nó lên level 6 luôn. Up lên level 6 luôn để nó đảm bảo một điều là chúng ta sẽ còn được cái lượng quái ở đây nè mọi người. Nó spawn ra từ cái con The Programmer Sun Jibu thì nó cũng sẽ đảm bảo là chúng ta sẽ đỡ hơn nếu mà chúng ta có ngợp này kia các kiểu đó. Nó đỡ gặp vấn đề hơn, nó đỡ trục trặc hơn. Nhưng mà bây giờ nha, nếu mà con boss quay 15 ra nè, Bùm vẫn có một cái cách để mình giải quyết nó, đó chính là sử dụng chích lọ. Chích lọ là gì, nói chắc cũng hơi nhiều video rồi cho nên không nhắc lại, chỉ nói là chích lọ. Bạn nào đã từng theo dõi Bùm thì chắc là biết hết rồi, không có gì là phức tạp ở đây cả. Gái farm mát hết tiền rồi, bắt đầu cảm giác trong người nó bắt đầu nó ngon lành hơn rồi đó. Đây bây giờ thì cái con này cái tầm nó hiện tại nó chưa ra đây, nhưng mà nếu mà xây luôn ở đây thì nó chưa được bóp đam, cho nên thôi chúng ta tạm thời chúng ta không có đụng chạm gì nó nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gọi là đây, chuyển cái con này về trong gate, xong đó đợi nó đánh một cái, chúng ta nâng lên một cái, đợi nó đánh cái nữa, chúng ta nâng lên cái nữa. Đây nè con ở đây nè các bạn, đợi nó đánh cái nữa, chúng ta nâng lên cái nữa. Chích lõ đó, chích lõ là gì đó các bạn, nâng cái nữa. Thôi nó sẽ spawn ra nữa đó mọi người, đó hay không, nó thấy không, nó hơi màu sắc xíu, các bạn thông cảm nha. Tại cái game nó vậy mà, game nó là game màu sắc mà mọi người. Đói xong. Con này ta để lại phết. Và như Bùm nói, đối với Ren Ether Knight, you know, chúng ta chỉ nên up nó lên tới tầm level 10 thôi, chứ chúng ta đừng nên up nó lên level max, bởi vì là cái lượng đam nó tăng lên không nhiều, nhưng mà cái cooldown của nó lại tăng lên. Nó làm cho chúng ta đánh chậm lại. Đam đâu có bao nhiêu đâu các bạn thấy không, 28.219 tới 28.802, nó không có bao nhiêu. Với lại thông tin cho một số bạn chưa biết là cái chart Red Quiet hiện tại nó đã được bóp rồi, trong đó thì nó sẽ được tăng lên cái lượng đam, nó được giảm cái phần cuông đao, nhưng đổi lại nó tăng thêm lượng đam, tăng thêm cái răng, cái tầm đánh, nhưng đổi lại là nó sẽ khiến cho chúng ta giảm cooldown, nó ngồi sàm, nó nghĩa là tăng đam, giảm tầm đánh, với lại tăng cái tăng đam, tăng tầm đánh, giảm cooldown, thấy không? Các bạn thấy không? Rối tới mức độ nói chuyện hỏi chập giật luôn rồi đó. Không mọi người ơi, mọi người cũng phải thông cảm cho Bùm. Có được cái cổng xe rịch này, nó là một cái chuỗi ngày nó rất là mệt mỏi các bạn. Không phải mệt mỏi cho riêng Bùm đâu, còn mệt mỏi cho một cái người em của Bùm khi mà Bùm nhờ cái nó farm giùm nữa mọi người. Tại vì cái cổng này nha, thì Bùm farm đâu đó là khoảng 1.800 nguyên liệu gì đấy không ra, thì mới nhờ thằng em nó farm thêm, thì nó farm đâu đó tới khoảng hình như tầm 2.000 gì đó mọi người, có thể là thêm khoảng 100 mấy 200 gì đấy nó mới ra được. Thì tất cả mọi thứ nó lại nằm trong tay Bùm, theo kiểu là Bùm đưa ra một cái quyết định mạo hiểm cho bản thân mình. Tại vì đối với Bùm thì Bùm đang làm cái chuỗi series free to play này, cho nên là gần như là cái nick mà pay to win đó là Bùm đưa cho cái thằng em đó nó chơi để nó được trải nghiệm game đó mọi người. Nó cũng giống như tất cả các bạn thôi, tự nhiên có con ạc xịn vô cày kéo đồ này kia các kiểu thì đương nhiên cũng khoái. Mà bây giờ nó đã mong chờ chính nó là cái người tự tay farm ra cái cổng mà mình không thiệt làm video này không nói cho nó biết luôn, không dám nói cho nó biết luôn, nó nói cho nó biết nó chửi khùng à. Thôi. Ok, tới quay thứ 19 thì Bùm nghĩ là mọi chuyện nó vẫn tương đối là ok. Và để đảm bảo một điều cho các bạn thấy là Bùm không ăn gian đấy, thì chắc là video này, việc đi hai cái cổng này thì Bùm sẽ không cắt bất cứ một cái đoạn nào ở trong đây cả. Bởi vì là cắt rồi lỡ đâu cái ông giả bộ ông chui ra làm sao nè. Ông lấy cái bonus Bùm Roblox Việt, cái ông thấy nó lọt các kiểu cái hả, ông lấy nó cái bắt đầu ông giả bộ ông xây ở dưới này đồ này kia các kiểu ha, rồi ông chiến thắng hả không. Nope. Đi là không có đường lùi, chơi đi là không có được có đường lùi. Lùi như vậy hả, người ta không có nể mình, người ta khinh thường mình, không có được. Lọt là chịu luôn, lọt là ngồi nhìn công sức mình bỏ, gọi là hả, dục xuống sông, dục xuống biển luôn. Đừng có cái vụ đó. Rồi ok, bây giờ thì cái tầm đánh của một số con này nó cũng tăng lên rồi, thì Bùm sẽ quyết định bổ sung hai cái con này lên luôn, để có thêm hai cái phần của cái đam á mọi người. Đây, nó bây giờ tăng lên 32. Ở đây thì chúng ta cũng còn thêm một vài cái con Ren Zephyr Knight ha. Rồi chúng ta sẽ hết rồi. Bây giờ đội hình của Bùm đang được búp 34% do cái con này chưa được up nhiều á mọi người, cho nên đó là nó chưa có bao được hai cái con ngoài này nè. Bây giờ Bùm tiến hành Bùm up luôn nha các bạn. Bây giờ tiến hành up nó luôn. Coi đó, bây giờ nó tăng lên. Ủa,
34% rồi đó mọi người. À, ngon chưa, ngon chưa, ngon chưa. Mà cũng hên đó. Trên Ether Knight tự nhiên nhấp nhấp một hai cái ra Storm Beatrix luôn trời. Quá tuyệt vời luôn. Storm Beatrix các bạn biết rồi nha. Trên Ether Knight cái điểm mạnh lớn nhất của nó là nó đánh được một cái lượng đam nhất định. Và cái cooldown của nó khá là ổn. Nó chỉ có điểm yếu là đơn đòn đánh thôi mọi người. Có nghĩa là mỗi lần nó phát ra một cái đòn đánh như vậy đó, chỉ có sụp cái đùng, sụp cái đùng, sụp cái đùng. Nó không có bất cứ những cái gì mà liên quan tới hiệu ứng khác cả. À, không có nhiều đòn đánh gì cả, cũng không có hiệu ứng gì cả. Thì vì vậy là nó cần phải có những cái thứ khác. Admin cũng biết cách cân bằng unit lắm các bạn. Là ở cho nó cái tốc độ đánh tăng lên, cho nó một cái tầm đánh cũng gọi là tương đối xa. À, và cho nó thêm một cái búp là khi có những unit xung quanh nó thì cứ một còn là 2%, còn 2% đếm lên. Rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng luôn, không có cái gì phức tạp đây cả. Rồi, ở đây thì Ren Ether Knight của Bùm nó đã đạt được upgrade thứ 10 rồi thì Bùm để đấy. Và bây giờ ở wave thứ 23 thì Bùm nghĩ là đội hình này đã có thể dư sức đép cho tới wave thứ 25 rồi. Chúng ta chỉ còn hai cái trở ngại lớn phía trước. Trở ngại thứ nhất là trở ngại về mạng, trở ngại thứ hai là trở ngại về cái con boss. Vì vậy Bùm sẽ để lại cái lượng tiền này để mà sử dụng chích lõ. À, để mà sử dụng chích lõ nó được ok hơn thì Bùm sẽ sử dụng cái con Son Jinwoo ở đây để dùng chích lõ. Bây giờ Bùm sẽ chuyển trước nó qua tròn gịch và kể cả cái con phía sau này Bùm cũng sẽ chuyển qua tròn gịch. Rồi đến cái tầm mà boss nó đến đó mọi người thì chúng ta sẽ bắt đầu là nó cứ đánh lên một đòn, chúng ta lại up đánh một đòn, up chích lõ để mà xóa cooldown của những cái con unit này. Rung lắm mọi người, thiệt. Các bạn phải đặt các bạn ở trong cái trạng thái của Bùm các bạn mới hiểu cái sự rung sợ ở đây là cái gì. Rất rung sợ luôn. Bây giờ chỉ cần thôi một thao tác nhỏ trong ông chú Việt Theo, ổng chỉ cần nói là ê mấy đứa ơi, bây giờ là chú gọi là chú tạm thời chú cắt mạng nhẹ cái nha. Khoan các bạn ơi, quên nữa, nhảy một cái lỡ đít cái tạch luôn ha. Không nhảy qua đó nhảy nhẹ cái đi rồi tính gì tính nha. Rồi ok, quay 25 tới rồi các bạn, quay 25 tới rồi nha. Khoảnh khắc này nó cũng chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thôi các bạn. Tuy con rồng này nó cũng được gọi là một cái con unit mạnh đó mọi người, nhưng mà nhỏ ở chỗ là Bùm nói rồi, cái map này là map dễ, cái map tiếp theo là cái map Luna đó. 20 quay mà đường đi ngắn đó, rồi đường đi nó không có cái khúc khỉu để tối ưu được tầm đánh đó. Tới đó từ từ hoảng sợ sao, còn tới bây giờ là chưa hoảng sợ. Ông chú Viettel ơi, còn lại chú đừng có làm gì nha chú Viettel. Rồi ok, bắt đầu ra mọi người ơi, bắt đầu ra rồi mọi người ơi, tay chân bắt đầu bủng rủng nha. Rồi bắt đầu bủng rủng nha, bắt đầu vô tầm đánh đi mấy anh, vô tầm đánh đi mấy anh, vô tầm đánh đi mấy anh. Rồi đánh một cái nè, nhảy lên anh Sun Rinwo. Rồi anh chém nè, em up nè, anh chém nữa nè. À, anh đánh nữa nè, em up nữa nè. Rồi tiếp tục đi anh, quánh nữa nè, em up nữa nè. Rồi quánh nữa nè, em up nữa nè. Thôi các bạn, ok, wow, hoàn thành mục tiêu nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ coi cái nick bên này đây. Nick chính của mình đã có Dragon Wizard này nha các bạn. Rồi bây giờ Bùm sẽ coi thêm bởi Bùm mở bự lên cho các bạn thấy luôn là cái nick chính này chúng ta sẽ ra cái con Dragon Wizard theo cái trạng thái gì nha. À, hy vọng rằng nó sẽ ra shiny nha các bạn. À, không có shiny các bạn, nhưng mà có còn đỡ hơn không. À, khoảnh khắc tiếp theo là khoảnh khắc của cái cổng Luna nha các bạn. Bùm thật sự là Bùm rất thích cái con Luna. Và nếu mà thật sự mà nói là nó để mà tách cái con Luna này thì mình sẽ rất là hối hận, nhưng mà dù gì cũng phải đi thôi các bạn. Làm content mà các bạn. Các bạn thấy YouTuber phải đối diện với những cái thứ nó mệt mỏi không các bạn? Ok mọi người, chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Và lần này thì nói thiệt với các bạn là Bùm không dám nói nhiều đâu. Bùm đang rất run đó mọi người. Rồi, ta sẽ nhào vô nha các bạn. À, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị sẵn sàng. Ok mọi người, start. Ông chủ Viettel hãy phù hộ cho con, ông chủ Viettel hãy phù hộ cho con. Và ok, ok, bình tĩnh. No, đừng ông chủ Viettel ơi, lâu quá vậy. Ông chủ Viettel, vô map cho con ông chủ Viettel ơi. Ít hai máu. Trời chết rồi các bạn ơi. Đã đi hai người ít hai rồi. Ôi trời ơi, ít hai máu, bao nhiêu máu vậy các bạn?
ba ngàn mấy, trời ơi, mới level 1 ba ngàn mấy. Trời ơi, quyết định này sai lầm quá rồi. Wow, ít 2 máu các bạn, xui quá vậy ta. Ủa sao có bị cái gì vậy, sao không cho sấy? Đừng anh trai ơi, đừng anh trai ơi, đừng làm như vậy với em, đừng mà làm như vậy với em. Bùm sẽ tận dụng cái đường đi này nha các bạn, đi xa xa một xíu để mà bùm farm tiền á mọi người, bùm rất muốn farm tiền nha. Trời ơi, đừng anh ơi, tha cho em anh ơi. Ráng mọi người. Bây giờ ở những cái quay đầu này thì chúng ta chỉ farm tiền thôi, nhưng mà phải tập trung tuyệt đối nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xây luôn cái con này để đép nè. Rồi chúng ta xây luôn mỗi con này lên ha. Rồi chúng ta up con này farm tiền, đồng thời chúng ta auto yield lên luôn để cho nó đảm bảo cái lượng đam của cái con này đó mọi người. Ok, vẫn một cái tạch 3.400. Ok, hiện tại thì vẫn ổn, nhưng mà chúng ta phải quan sát cho kỹ các bạn ơi. 4.200 có con 10.000 máu rồi các bạn, thì mình quyết định sẽ xây con này ở đây để coi như là trừ cái. Ê anh ơi, đánh lẹ đi anh ơi. Anh ơi, đánh lẹ đi anh ơi. Không các bạn, xây thêm con này đi, không cần cái hiệu ứng hoảng sợ đó đâu mọi người. Chúng ta đang cần gọi là thêm đam á mọi người. Không ổn rồi các bạn ơi. Phụ đam anh ơi. Rồi, ok lại. Cho em 3.000 tiền nữa đi anh. Chắc hơi khó 3.000 tiền nha các bạn ha. Hơi khó đấy. Rồi, ở phía sau chúng ta gặp một cái con khiên ha. Con khiên thì không có gì khác hơn là xây cái con này lên để mà chúng ta phá cái khiên nó đi ha. Rồi, chúng ta sẽ up con này lên nè. Chúng ta sẽ up lên. Rồi, còn nếu mà đủ 1.700 tiền thì mình sẽ up luôn cái con này lên nha. Ôi trời ơi, đủ đam không anh? 19.000, 21.000 rồi các bạn. Không ổn rồi. Rồi chúng ta sẽ xây thêm đi, đảm bảo an toàn giúp mình nha. Rồi ở đây chúng ta lại up đây. Rồi ổn không anh? Ổn rồi các bạn. Còn 33.000 máu rồi nha các bạn. 33.000 máu. Càng lúc máu nó càng lên hơi bị nhiều đó mọi người. Máu lên nhiều lắm luôn chứ không phải hơi bị đâu nha. Ít 2 máu mà gặp đi 2 thằng nữa. Rồi up cái này lên, sau đó là mình sẽ up cái con này lên luôn. Rồi mình sẽ xây một cái con Sun Jumbo ở đây. Mình sẽ up nó lên để coi như là giải quyết bớt đó mọi người. Con Sun Jumbo này của mình nó cũng sẽ đẻ ra cái quái ở phía sau nha. Nếu mà nó là cái người kết thúc đam đấy thì nó cũng sẽ đẻ ra cái quái phía sau. Thì ở quay thứ 11 Bùm đang có được đâu đó là 3 con Plumber đã max level rồi. Và tiếp theo là cái con Pinrockstar này chỉ còn đợt 10.000 này thôi. Nếu mà chúng ta nhấn được đợt 10.000 này là sẽ rất ổn định các bạn. Tại vì chúng ta đã có một cái con The Pro Gamer với lại cái upgrade thứ 5. Thì trong cái upgrade thứ 5 này chúng ta sẽ có được cái AOE toàn phần. Và AOE toàn phần này nó lại là đa mục tiêu. Đa đòn đánh chứ các bạn. Đa đòn đánh đã AOE đa mục tiêu rồi còn gì nữa. Ok chưa. Ê, ủa cái cổng này 25 quay hả các bạn? Bùm cứ tưởng nó như cổng mì thịt các bạn. Ê, 100.000 máu rồi các bạn. Bây giờ nếu như vậy thì ổn nha mọi người. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta coi như là chúng ta cho thêm trừ giáp ở cái phía sau này. Với lại cái nhiệm vụ của trừ giáp này là cái nhiệm vụ của búp đam đấy nha mọi người. Trên này có trừ giáp rồi thì chúng ta sẽ cho thêm một cái con trừ giáp ở chỗ. Tạo hiệu ứng hoảng sợ cứ nói trừ giáp hoài. Rồi chúng ta sẽ up cái con này lên level 2 luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xây luôn cái này luôn các bạn, tăng 2% đam cho những cái con này ha. Rồi xây đáng, xây gần một xíu. Rồi xây lên luôn. Mát hết chưa ta? Mát hết chưa? 4 con mới có một con Sun Jumbo à mọi người. Vậy thì chúng ta xây thêm một con Sun Jumbo ở đây nữa ha. Chúng ta cũng sẽ đưa nó lên level 6 luôn. Không có vội đưa nó lên level mát nha các bạn. Từ từ. Và lý do mình xây Sun Jumbo ở ngoài này thì nó cũng đơn giản thôi mọi người. Khi mà nó tiếp cận được cái quái trước tiên thì nó sẽ đảm bảo cái việc là dễ dàng hơn trong cái việc nó là cái người tiêu diệt của con lính. Và cái việc đẻ những cái con ra này nè, nó sẽ ok hơn. Nó sẽ giúp cho chúng ta được đép được ổn định hơn. Tới thời điểm hiện tại thì Bùm thấy mọi thứ nó khá là ok. Và Bùm đang có 38.000 tiền ở dưới này. Bây giờ Bùm sẽ up cái con Sun Jumbo này lên luôn nha các bạn. Nhưng mà chúng ta sẽ up bằng cách chích lõ, vừa đợi đánh vừa up ha. Thấy vậy thôi các bạn, nó chỉ ổn định cho tới bây giờ thôi nha, chứ nó không phải là nó ổn định hoàn toàn tuyệt đối đâu. Mọi người đừng có nhìn thấy như vậy mà gọi là nói là thắng rồi nha. Trời ơi khổ rồi các bạn. Sun Jumbo ở vị trí này đánh đam không ổn rồi mọi người ơi. Ở đây có ổn không ta? Sắp ra boss chưa các bạn? Quay 15 này có boss này nè mọi người. Boss này là 500 mấy chục ngàn máu với 88.000 khiên. Chắc là Bùm sẽ không up Sun Jumbo các bạn ơi. Nó đang gặp trục trặc rồi. Cái quyết định này quyết định sai rồi mọi người. Đáng lẽ xây bên này nè.
xây bên này nè, đánh cái đường đánh của nó mới ok. Wow, cái mat level của Son Jung-woo đang gặp trục trặc các bạn ơi. Thôi chúng ta sẽ coi như là chong gịt đi mọi người, để nó dí quánh còn cái con boss đó mọi người. Các bạn thấy không, mới quay 17 thôi đó nha, mà như vậy rồi đó. Không biết cái đội hình này nó có đủ đam không nữa mọi người. Ai ra rồi, thôi tới đâu hay tới đó các bạn. Dù gì chúng ta cũng đã gọi là gì, gọi là đưa ra quyết định rồi, không có đường lui đâu. Bốt xa rồi, gà xối mỡ thôi. Nếu mà tập là gà xối mỡ 500,000+ máu rồi. Anh này đánh đi, tập trung tuyệt đối nè các bạn, tập trung tuyệt đối nè. Giơ tay đánh nè, úp nè, 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 giơ tay đánh nè, úp nữa nè, giơ tay đánh, úp nữa nè, giơ tay đánh, úp. Ê, không biết nó có thả lính ra nữa không. Đó, thấy chưa, thả lính ra 400,000+ máu nha các bạn, đừng có giỡn. Rồi tiếp theo, ok, tiếp theo lại một cái con nữa đi. Quánh úp nè, úp nữa nè, quánh nè, úp nữa nè, quánh nè, úp nữa nè, quánh nè, úp nữa nè. Tạm thời qua con boss này, nhưng con boss này nó lại không phải là cái con boss mạnh mẽ nhất, mà nó lại là cái con boss kia. Lần này Bùm vẫn úp cái con Son Jung-woo nha các bạn, tại vì ở vị trí này nó cũng có một cái lượng đam nhất định, và Bùm vẫn muốn nó là cái người kết thúc đam đầu tiên đó mọi người, để đảm bảo là nó sẽ gọi là nó thả lính ra, nó đỡ hơn cho chúng ta trong những cái trạng thái tiếp theo. Đây, ai già, ê, nít kia ơi, nhảy cái anh ơi, nè, anh đứng ra đây quan sát giúp em nha. Đứng trên đây đi, làm khán giả đi, làm khán giả tiếp thêm động lực cho em. Ok chưa, ổn định chưa, rồi ok, cứ để vậy đi mọi người. Tại sao con này nó được búp 32% ta? Bùm nhớ hình như cái đội hình của mình nó phải nhiều hơn chứ ta, có xây thiếu con gì không các bạn? Đúng rồi, còn con này nữa. Đủ hết rồi, 5 con nè. Con này 4 con. Chưa đủ 4 con. Con xây thêm con nữa, thấy chưa? Bùm nhớ nó nhiều hơn mà, bùm nhớ đâu phải cái phần trăm này, nó phải phần trăm nhiều hơn, nó phải 34% như con này nè. Rồi, bây giờ thì số tiền còn lại bùm thấy nó đếp được, bùm hoàn toàn không đụng gì tới nó cả. Để mà cho khách sạn. Cũng không được ha. Thôi các bạn, up thêm một cái con Ren Ether Knight nó lên level 10 đi. Còn tới 5 quay nữa các bạn. Chúng ta cũng chưa cần nhiều tiền tới mức độ mà xài cái chích lõ mà nó nhiều quá mọi người. Chúng ta chưa cần thiết lắm nha mọi người. Rồi ok, ổn định lại, quay 20 rồi nha các bạn. Nói, các bạn thấy là mọi thứ nó đang tiến triển theo trạng thái tốt thôi. Chứ các bạn có nhìn thấy cái con boss hồi nãy không? Là cái con boss đó nó chỉ là con boss lõ giữ chân giữa đường thôi. Nó còn con boss ở quay 25 nữa. Và cái con boss đó xử lý không kịp là coi như tạch. Tại vì bùm không thể nào bùm xây ra sau được nữa. Cái việc bán nó không kịp nữa mọi người. Cũng có thể kịp nếu mà nhanh tay ha. Thôi để từ từ đi các bạn, rung quá các bạn, qua đây nhẹ đi. rung quá. Có nhiều bạn nói là chắc là làm video này cũng không phải là thử thách gì đâu, muốn cho con này bú ké cái cổng xe nghịch của cái con hả bùm gô lốc vẹt nói đại đi chứ ở đâu mình vậy. Ê, nếu mà bú ké vậy thì hả thà gọi là xài con kia kéo con này chứ lấy con này kéo con kia làm gì, đúng không? Quá chuẩn luôn, gì nữa, ai đâu làm trạng thái mà kỳ cục vậy, đâu có làm ngược ngạo vậy được. Ấy, cái này là gọi là chơi tất tay, cái này là có gì cộng một điểm cần tên, nó phải là như vậy. Rồi ok, đến quay 22 chúng ta đang phải đối diện với những cái con enemy nó khoảng đâu đó một cái lượng giáp cũng khoảng 200,000+ máu luôn ha. Ở phía sau nó đây, 211,000 máu với 63 cái giáp và ba khiên này thì nó cũng không quá phức tạp. Quên nữa các bạn, không được để con này dưới này là nó sai sách quá, nó sai sách quá luôn chứ không phải sai sách bình thường. Chúng ta phải làm như vậy nè mọi người, chúng ta phải xây là xây ở đây nè, xây ở đây nè, để chi, để mà chúng ta phá liền cái này. Chúng ta phá liền cái khiên đó luôn, chúng ta phá khiên đó trước đi. Con này hả, xây xuống là coi như đánh đa đòn đánh, hình như đâu đó 4-5 đòn đánh thì dầm thứ 3-4 khiên 5 khiên này không phải vấn đề, nó cứ vô tầm đánh của Ren Jay Falcon 9 này rồi là chắc chắn một điều nó sẽ bị mất hết. Nó sẽ bị mất hết khiên, và thậm chí là cái con này như các bạn thấy không, nó cũng cấu được khừa khứa đi chứ không phải giỡn đâu. 2394 đam, tuy là cái chỉ số lõ nha mọi người. Đây, bùng qua bên đây, bùng chỉ vô cho các bạn thấy cái con này là cái con gọi là ngay đầu á. Bạn nào đã xem thì các bạn biết đó ha. B cộng thôi đó. Chỉ số lõ gì thôi đó. Nhưng mà các bạn thấy hữu hiệu không? Quá hữu hiệu.
Rồi chúng ta tới quay 24 rồi nha các bạn. Tiếp theo là chúng ta lại một cái câu chuyện cũ, là câu chuyện của ông chú Việt Theo và câu chuyện của con Bót. À còn cái dạng mà tầm 200 mấy chục ngàn máu này á các bạn, thì Bùm thấy là vẫn chưa hẳn là nó quá phức tạp, với cái việc là chúng ta chỉ mới có một vài cái con unit ở ban đầu, Ren Eater Gnai ban đầu này đánh thôi. Còn những cái con phía sau này tuy là Bùm chưa up, nhưng mà Bùm cũng sẽ cố gắng để Bùm up cái con này lên level 10 luôn các bạn. Đó, về vậy ha. Rồi 58.000 tiền còn lại thì chúng ta sẽ để chúng ta đây, chúng ta chích lỏ với lại cái con Ren này. À, quay 25 ra rồi các bạn ơi. Ông chú Việt Theo ơi, ông chú Việt Theo phù hộ con đợt này nha. Ông chú Việt Theo đừng làm gì nha. Chúng ta đợi, chúng ta quan sát xem mọi người ơi, chúng ta quan sát xem boss là bao nhiêu máu nha mọi người. Đừng có nói lên tới tầm triệu mấy máu mà ra lần hả 3-4 con nha. Mà sợ cái tiếp theo của cái việc máu của boss đó, nó là cái việc của những cái con boss đó sau khi nó được giải quyết nó lại tiếp tục spawn ra, thì cái đó nó mới chữ, còn cái này nó chưa dữ lắm đâu. Rồi sao đây anh boss ơi, anh boss à, anh ra giùm em cái anh boss ơi. Đây à, ba con boss các bạn ơi. Ba con boss tổng cộng, và Bùm cũng không biết là nó có thả ra nữa hay không. Con đầu tiên thì nó đang ở trong cái trạng thái máu là 693.000 với lại cái giáp là 115.000. Con thứ hai cũng y như vậy. Con thứ ba thì 1.155.000 máu và nó không có cái giáp. Thế thì ê, tiền Bùm cũng dư khá nhiều đó các bạn. Thôi thì như vậy đi các bạn. Thì cái này do Bùm thấy vậy thì chắc là Bùm sẽ dùng chích lõ với con Legend cấp thần này. Rồi Bùm sẽ chuyển nó qua trong dịch luôn các bạn. Dư tiền nhiều. Quên các bạn. Bán lùm mờ. Quên nha. Rồi câu chuyện tiếp theo là câu chuyện của boss ha. Mấy cái khiên này nó không thành vấn đề. Như Bùm nói rồi đó, các bạn thấy không? Xoay mất khiên. Đây Renzi Fire này 5 đòn luôn đó, nảy một cái một là mất luôn cái tất cả 5 khiên đấy. Rồi chưa vô tầm đánh các bạn ơi, chưa sử dụng chích lõ ha. Wow, mấy cái con này cũng 9 mấy ngàn máu nè, cũng ghê không đó mọi người. Rồi bình tĩnh đi các bạn, để Bùm giải quyết nè. Let Bùm cook. Rồi ok, quánh nè, giờ tay bắn up nè. Ê, ủa vậy quá đơn giản, không có thử thách này, thử thách gì trời, là xe gịch đi đó hả? Ôi, cổng xe gịch này dễ quá. Ôi, biết vậy đưa thêm 2 gạch cờ lông khi vô nữa rồi để thử thách hơn dễ quá. Ủa gì dễ chứ trời. Rồi Luna Huntress. Ý xời. Ok. Hình ông chú Việt Theo không làm gì hết. Kỹ năng cao rồi. À mở lên cho các bạn thèm nha. Trong một video chúng ta hả có được đâu rồi. Luna Huntress. Không cần phải gọi là cái gì, gọi là cái gì shiny vậy á. Mặc bộ đồ vô cho mọi người coi cái nè. Trời ơi, nam tính dễ sợ. Để cái dầu hòa ra đồ này kia thôi. Nó chơi vậy thôi, mặc ta phải mặc cái này chứ ai đâu mà mặc cái đó. Nó như vậy nè. Ai xa. Đây, ok các bạn, thì Bùm vừa chơi tất tay thì Bùm cũng nghĩ là nó sẽ khó hơn, nhưng mà không ngờ là nó cũng tương đối là nó đơn giản các bạn. Nhưng mà dù gì nó cũng đã cộng được một điểm content, dù gì Bùm cũng đã rất là cố gắng để mà đưa ra một cái video nó có cái trải nghiệm giống như vậy. Nếu các bạn thích video này thì nhớ cho Bùm một like, một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì bye.